Xin chào tất cả các bậc cha mẹ. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào nhóm cộng đồng lịch hoạt động Montessori lứa tuổi từ 3 đến 5. Chắc hẳn các bạn đã rất là hào hứng khi cầm trên tay cuốn lịch hoạt động Montessori và nôn nóng muốn thực hiện ngay lập tức cùng với con của mình. Khi sở hữu cuốn bộ lịch của chúng tôi trên tay, vẫn còn rất nhiều phụ huynh đang còn băn khoăn, không biết là nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Vậy sau đây là các bước để gợi ý cho các bạn có thể bắt đầu thực hiện bộ lịch nhé. Bước 1, chúng ta hãy đọc thật kỹ phần giới thiệu đầu tiên trong cuốn sách hướng dẫn đi kèm. Trong đó thì có giới thiệu về những đặc điểm của trẻ ở lứa tuổi từ 3 đến 5, những gợi ý về cách tương tác với lứa tuổi từ 3 đến 5, về đặc điểm của bộ lịch, về những lưu ý cần thiết khi thực hiện hoạt động và rất là nhiều những thông tin hữu ích khác xung quanh bộ lịch. Bước 2, bạn hãy đọc những hoạt động trên cuốn lịch. Từ tuần đầu tiên, hãy chọn những hoạt động hay, những hoạt động mà bạn có thể hoạt động ngay lập tức cùng với con, hoặc những hoạt động mà bạn chưa từng hoạt động với con bao giờ để không bị bỏ sót hoạt động thú vị. Lựa chọn những hoạt động phù hợp với trẻ, phù hợp với kỹ năng và nhận thức của trẻ ngay từ khi bắt đầu. Có trẻ 4 tuổi có thể bắt đầu những hoạt động đầu tiên của tuần đầu tiên trong cuốn lịch 3 năm, nó có chuyện bình thường. Bước 3 là bạn hãy truy cập trên file tài liệu bản mềm mà chúng tôi có gửi kèm cho bạn trong email. Trên đó thì chúng tôi có những file nghe tiếng Anh về những câu chuyện, những bài hát thay đổi hàng tuần. Các mẹ có thể cho trẻ nghe hàng ngày và thời gian nghe thì do các mẹ tự lựa chọn. Các video thí nghiệm, các bố mẹ có thể tham khảo video ở trên đó, ngoài cái cuốn sách hướng dẫn đi kèm. Ngoài ra chúng tôi còn có những cái file in thẻ mà chúng tôi sưu tầm được để dành tặng cho các bạn. Có một điều chúng tôi cần nhắn nhủ từ các bậc cha mẹ đó chính là chúng ta đừng chỉ tập trung nhìn vào những tiến bộ hàng ngày của con, hãy tận hưởng thời gian bên con. Đến một ngày nào đó, trái ngọt sẽ đến. Bạn hãy cho trẻ cái cơ hội được trải nghiệm, được lặp đi lặp lại các hoạt động. Vì đó, trẻ sẽ hình thành những kỹ năng qua những hoạt động được lặp đi lặp lại đó. Và đó là mục đích của chúng tôi khi xây dựng lên một lịch hoạt động này. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn một lịch hoạt động của Zone để đồng hành cùng với con của mình những năm đầu đời. Chắc chắn đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Và chúng ta hãy cùng tham gia vào cộng đồng chia sẻ lịch hoạt động Montessori lứa tuổi từ 3 đến 5 nhé. Để nhóm cộng đồng của chúng ta thực sự hiệu quả, thì hy vọng các bạn có thể đặt những câu hỏi, những thắc mắc để cho chúng tôi có thể được hỗ trợ. Chia sẻ những đoạn video để ghi lại những hoạt động của bạn thực hiện với trẻ của mình, để từ đó tạo động lực, tạo nguồn cảm hứng cho những bậc cha mẹ khác cùng hoạt động với trẻ của họ nhé. Các bạn hãy chia sẻ những khó khăn cũng như những cách làm hay để chúng tôi có thể tham khảo và những bậc phụ huynh khác có thể tham khảo. Bạn có thể chia sẻ những file tài liệu các bạn có thể sưu tầm được và những vấn đề mà có liên quan đến quá trình đồng hành cùng với con của bạn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và lựa chọn một lịch hoạt động Montessori cùng Zone.